thưa quý vị mặc dù công tác đào tạo nguồn nhân lực của long an đã có những chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều bất cập vì vậy nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn thiếu và quy mô đào tạo còn thấp vì vậy tỉnh đang tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo nhất là nhân lực chất lượng cao Toàn tỉnh hiện có 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bình quân tuyển sinh đào tạo 22.500 lao động một năm, trên 90% học sinh sinh viên sau đào tạo có việc làm. Kết quả trên đã nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2022 đạt trên 73%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 32%. Thời gian tới, tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền về công tác phân luồng và đào tạo nghề. Trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học trình độ cao đẳng, đầu tư trường cao đẳng Long An thành trường cao đẳng chất lượng cao, đủ năng lực đào tạo một số nghề trọng điểm khu vực ASEAN và quốc tế. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường phối hợp với trường có thương hiệu ở các tỉnh thành lân cận để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cũng như phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.